Chào các bạn, thì hôm nay Sera sẽ hướng dẫn các bạn một số cái tính năng ở trong cọ trong chương trình ZBrush tiếp. Thì theo cái câu hỏi của bạn Phát Nguyễn, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cái tính năng. Ví dụ như là ở đây bạn ví dụ như ở đây bạn Phát đang cần cắt rời cái đầu ra với cái thân để các bạn có thể là dynamic mesh ở cái phần cái thân này riêng để chúng ta dễ vẽ hơn. Thì rất là đơn giản, chúng ta sẽ thực hiện như sau là các bạn giữ phím Control để chúng ta vẽ mask và chúng ta chuyển qua lasso. Rồi các bạn vẽ như thế này, rồi xong sau đó các bạn vào subtool, rồi các bạn vào subtool và ở đây nó có slip. Rồi các bạn kích vào Slip Unmask Bone. Thì lúc này thì hai cái phần đó các bạn thấy đây là cái cổ nó đã rời ra riêng rồi và cái thân nó rời ra riêng như thế này. Thì lúc này các bạn có thể làm việc riêng biệt với cái phần thân này, các bạn có thể là Dynamic Mesh hoặc là gì đó để Dynamic Mesh để tăng thêm cái lượng lưới ở đây có thể sử dụng dễ hơn. Thì khi mà các bạn solo như vậy thì cái phần cắt ra nó sẽ bị hở cái lỗ như thế này. Thì các bạn vào Modify Topology, rồi các bạn kích vào Glow Hole. Glow Hole ở đây thì nó sẽ hàng cái lỗ, bịt cái lỗ lại cho chúng ta. Thì đó là cách mà chúng ta tách tách các cái phần riêng từ một cái khối thống nhất. Chúng ta có thể tách ra thành những cái phần cái khối lẻ để các bạn vẽ. Và ví dụ như nếu các bạn vẽ lên chi tiết thì có thể là ở đây nó sẽ bị lệch cái phần khớp nối này. Thì cái mẹo là các bạn có thể tạo thêm một cái vòng, các bạn gắn vào đây. Ví dụ đây thì mình muốn tạo thêm một cái vòng thì mình sẽ là Up Bend hoặc là Insert như nhau. Cái này hôm trước mình đã giới thiệu qua với các bạn, và nên mình sẽ là dùng Ring chẳng hạn. Rồi thì các bạn chọn đến Ring. Rồi thì ở đây để cho dễ quan sát được các bạn, để transparency để chúng ta biết được cái khoảng cách. Rồi các bạn dùng cộng u các bạn để vào và tương tự scale. Rồi ở đây các bạn mở đối xứng lên, các bạn vẽ và các bạn keo như thế này cho nó nhỏ lại vừa với cái phần cổ của chúng ta. Rồi tương tự các bạn nhấn về đúp để chuyển qua cộng u. Rồi ở đây mình vẽ ngang và mình di chuyển lên. Rồi mình rotate, mình xoay. Rồi các bạn tắt transparency đi. Đó thì đây là cái cách mình có thể thêm các chi tiết trang sức này kia lại để mình che các cái vết vết cắt của mình đi. Đó là một cái, các bạn nhấn X để tắt đối xứng đi, chúng ta có thể di chuyển nó như thế này. Đó là một cái mẹo để chúng ta có thể sửa được, che được các cái phần phần lỗi của chúng ta. Rồi ví dụ ở đây nó còn thiếu thì các bạn dùng công cụ mu, các bạn vẽ ra và các bạn scale nó lên như thế này, các bạn di chuyển nó lên như thế này một chút. Đó này cái nhân vật chúng ta rất duyên với thêm với một cái vòng đeo cổ như vậy. Rồi tiếp theo là bạn hỏi mình về cái phần làm các cái sợi tóc chảy xuống như thế này. Rồi thì ở đây mình sẽ mở phần tin nhắn để các bạn thấy được cái hình design. Rồi ở đây chúng ta có design nhân vật như thế này. Rồi thì các bạn thấy là đây phần tóc, đó là những sợi tóc nó sẽ đi rủ xuống như vậy. Thì các bạn mình chúng ta sẽ phân tích là những cái sợi tóc này thì nó có dạng là khối cylinder và nó sẽ nhọn đầu lại. Rồi thì trong ZBrush nó cung cấp cho chúng ta cái bộ cọ rất là tiện dụng với nhiều chức năng. Ví dụ đây các bạn nhấn B để mở bộ cọ lên và các bạn sẽ thấy cái cọ là Insert, hoặc là các bạn nhấn BI chẳng hạn. Rồi B ở đây Curve Curve Multitude là ở đây nó cho phép cái cọ này cho phép chúng ta có thể vẽ được nhiều cái sợi tóc, cái lọn tóc chẳng hạn. Ví dụ rồi đây mình sẽ chọn và khi mà chúng ta vẽ cái lọn tóc này ở thì nó sẽ thuộc, nó sẽ bám lên trên cái phần tóc này. Thì các bạn lại chọn lên khuôn mặt hoặc là các bạn chọn đến cái phần cái body chẳng hạn, thì cái body chúng ta là nó sẽ
nó đang giữ cái phần tóc. Rồi các bạn chỉ việc kích vào và các bạn vẽ xuống như thế này, rất là tiện đó. Rồi thì ở đây các bạn thấy cái phần tóc của mình hơi nhỏ thì các bạn có thể nhấn S để tăng cái cỡ cọ lên và các bạn vẽ xuống như thế này. Rồi ở đây chúng ta có một sợi. Rồi ví dụ chúng ta sẽ vẽ tiếp một sợi bên này chẳng hạn. Rồi. Rồi thì cái sợi tóc chúng ta nó đang rất là thô như vậy thì các bạn muốn nó nhọn đầu thì các bạn chỉ việc giữ shift, các bạn vuốt nó nhẹ như vậy thì nó sẽ gọn cái đầu lại cho chúng ta. Rồi. Đó. Rồi ví dụ như các bạn thông thường thì cái cọ này nếu mà các bạn vẽ tiếp thì nó sẽ hay bị liền nhau, thì các bạn thấy cái curve này chúng ta nó đang bị liền nhau. Thì nếu muốn mà chúng ta vẽ nó dứt khoát, nó không bị dính với cái curve trước, cái curve cũ, thì các bạn vào stroke, mình sẽ kích vào đây để mở lên bên này và mình sẽ curve function. Rồi mình sẽ nhấn delete curve đi để cho nó không còn cái curve preview nữa và các bạn có thể vẽ cái curve mới một cách dễ dàng hơn. Ví dụ đây như vậy. Rồi mình sẽ giữ shift và mình tóm cho nó gọn lại như vậy. Rồi thì ở đây các bạn thấy là cái lọn tóc chúng ta, cái độ gắn vào trong cái bề mặt chúng ta nó hơi cao. Thì để điều chỉnh cái việc này thì các bạn sẽ vào brush, mình cũng mở riêng cái brush qua bên này. Thì liên quan đến cọ thì hầu như nó sẽ có hai cái tùy chỉnh chính là brush và stroke ở đây. Thì các bạn cứ mở riêng nó ra bên này. Rồi thì ở trong cái phần brush này các bạn thấy là nó có cái chữ deep. Thì cái chữ deep này nó quyết định cho cái độ lúng, cái độ sâu của cái cọ mới khi chúng ta, tức là những cái vật thể mới khi chúng ta mới vẽ vào nó lồi lên trên hoặc là nó lõm sâu vào trong cái khối mới. Ví dụ đây mình muốn cho nó lõm vào sâu. Đó, ví dụ đây các bạn thấy là cái lọn tóc mới chúng ta nó rất là cao. Bây giờ mình muốn nó lõm vào bên trong sâu hơn thì ở đây mình vẽ như thế này. Rồi, đó. Thì các bạn thấy nếu như mà mình không delete curve đi thì nó sẽ bị ảnh hưởng bên này. Rồi. Thì các bạn thấy là nó đã thấp vào bên trong hơn. Rồi, đó là một cách tạo cái lọn tóc. Nhưng mà nếu các bạn thấy cái cách này thì chúng ta phải mất thời gian để chúng ta giữ shift để cho nó nhọn cái đầu lại như vậy thì nó khá là bất tiện. Thì ở đây mình giới thiệu đến các bạn cái, nó cũng là cái cọ curve này nhưng mà nó là cọ. Rồi các bạn có thể cần trên Z thôi, các bạn giảm cái review RAM này ở đây cho nó tiện. Rồi các bạn nhấn phím B và ở đây nó có thêm một cái cọ multi. Ở đây là multi curve thì chúng ta chỉ dùng là curve không thôi, cọ curve không thôi. Curve tool ở đây. Rồi. Rồi thì ở đây các bạn giảm cái cỡ cọ xuống một xíu và các bạn vẽ như vậy thì nó, thì khi mà ok, thì khi các bạn đã undo history á mà các bạn vẽ mới thì nó sẽ hỏi là mình có muốn xóa đi những cái bước ở trước không, thì các bạn ok. Mình cứ việc ok thôi. Rồi. Thì đó, thì lúc này các bạn sẽ thấy là mình mỗi lần mình vẽ ra như vậy thì nó là một cái đường curve mới và nó xóa đi cái đường cũ. Thì như vậy thì mình dễ kiểm soát hơn và mình không có bị các curve này nó không có bị ảnh hưởng đến nhau. Rồi ví dụ mình sẽ vẽ như thế này. Và mình cũng muốn nhỏ đầu lại ở đây thì các bạn cũng giữ shift, nhưng như vậy thì nó rất là mất thời gian của mình. Thì nó có một cách rất là dễ để khi các bạn vẽ ra thì nó sẽ nhọn cái đầu luôn. Thì các bạn sẽ vào là brush, trong brush này các bạn vào modify. Rồi, sorry, mình sẽ vào stroke. Trong stroke này các bạn vào cái curve modify ở đây, curve modify dưới cùng ở đây. Và các bạn vào size như thế này, các bạn sổ cái size này ra. Thì lúc này mình kích vào thì các bạn thấy đó, thì nó sẽ nhỏ đầu ở trên và nó to đầu ở dưới. Thì là do cái curve này của mình nó đang hiểu ngược mặc định như vậy. Thì bây giờ các bạn muốn cái đầu ở trên nó to và cái đuôi lọn tóc của mình nó nhỏ thì các bạn đảo cái curve này lại. Mình các bạn có thể dùng, các bạn kích chuột vào và các bạn kéo cái nốt này. Đó thì nó sẽ di chuyển như vậy. Hoặc là các bạn dùng, ở đây nó có một số phím, các bạn có thể lật. Đây các bạn dùng cái flip horizontal này nó rất là nhanh, các bạn kích vào thì nó lật lại rất là nhanh. Thì khi mà các bạn lật lại như vậy, các bạn di chuyển chuột của mình đến trên cái curve của mình và các bạn thấy lúc này nó chuyển thành màu xanh thì các bạn chỉ việc kích vào như vậy thôi, kích vào cái ngọn của nó. Đó thì nó sẽ nhỏ cái đầu lại rất là tiện cho các bạn và cái đường line của nó rất là đẹp.
Rồi thì ở đây mình cũng sẽ, sau khi mình làm như vậy thì mình sẽ delete cái curve này đi để mình vẽ các cái curve mới. Rồi ví dụ ở đây mình vẽ một cái sợi như thế này đó các bạn thấy. Rồi mình sẽ delete curve đi và tiếp ở đây mình sẽ vẽ một cái curve như thế này chẳng hạn. Rồi mình cũng delete curve đi. Rồi như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cái cách để mà cắt rời một cái phần trên một cái vật thể nó liền khối, hoặc là và tiếp theo là các bạn hướng dẫn các bạn cái những cái cọ đơn giản mà các bạn làm tóc để tạo cái sợi tóc nó nhìn phong cách nó như là anime không? Rồi thì ở đây có thể là nút Expo này, các bạn muốn rã các cái phần ra các bạn xem thì các bạn có thể kích vào nó. Rồi thì mình cũng nói thêm mà cái phần subtool này đôi khi nó các bạn mới dùng thì nó hơi 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 khó chịu, ví dụ nó sẽ bị ẩn hiện đi một số phần nào đó, thì các bạn muốn nó hiện lên toàn bộ thì các bạn chỉ việc kích vào và các bạn tắt mở con mắt này 2 lần thì nó sẽ hiện lên toàn bộ. Rồi như vậy là mình đã xong cái bài hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, và nếu có vấn đề thắc mắc gì về animation cho game và phim, hoặc là modeling cho game và phim, cũng như là texture cho game và phim, thì các bạn cứ DM vào fanpage của chúng tôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.